Đức Giáo hoàng Francisco vào thứ tư lễ tro: "Chúng ta trang điểm để nghĩ rằng chúng ta đẹp tốt hơn, nhưng thực ra chúng ta chỉ là cát bụi." Ở Roma, mùa chay bắt đầu với cuộc rước. Hành trình lên dốc mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa phụng vụ này. Do vấn đề về đầu gối đang diễn ra, Đức Thánh Cha Francisco đã không thể tham gia. Đức Thánh Cha đã trực tiếp đến Vương cung Thánh đường Santa Sabina, nơi Ngài chủ sự cử hành thánh thể. Lạy Thiên Chúa là Chúa Cha của chúng con, xin ban cho dân Chúa bắt đầu mùa chay con đường hoán cải đích thực này một cách khải hoàn, để họ có thể chiến đấu chống lại thần dữ bằng vũ khí sám hối. Đức Thánh Cha Francisco cho biết con người tồn tại nhờ mối quan hệ ban đầu của họ với Thiên Chúa và những người khác. Ngài nói thêm rằng, bất kỳ cảm giác tự cung tự cấp nào đều sai, và việc tôn thờ bản thân sẽ nhốt con người trong sự cô độc. Đức Thánh Cha Francisco nói, khi chúng ta khiêm nhường cúi đầu để nhận tro, chúng ta hãy ghi trong tâm hồn mình ký ức chân lý này, rằng chúng ta là của Thiên Chúa và chúng ta thuộc về Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi những người hiện diện đừng rơi vào cám dỗ tin rằng con người là thượng đẳng. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu đấu tranh chống lại thói đạo đức giả trong mùa chay, nhưng không phải là sự đạo đức giả của người khác mà là của chính chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta đừng trang điểm để tạo sự tự tin rằng chúng ta tốt đẹp hơn, chúng ta là cát bụi. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi Kitô hữu sống mùa chay bằng việc thi ân, cầu nguyện và ăn chay. Ngài định nghĩa chúng ta là những tác phẩm kinh điển không cần cập nhật. Đức Thánh Cha nói rằng việc bố thí không phải là một cử chỉ vui thích, mà là để mơn trớn những giọt nước mắt của người nghèo khó. Cầu nguyện là một cuộc đối thoại chân thành với Thiên Chúa, và việc ăn chay không phải là một vật trang sức, mà là sống bằng cả trái tim của những gì đang diễn ra trên thế giới. Sau bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco là người đầu tiên nhận tro được làm phép.